Sau hơn một năm được mở cửa hoàn toàn, du lịch quốc tế tại Thừa Thiên Huế vẫn chưa thể phục hồi được như kỳ vọng. Tuy nhiên, những cơ hội tạo nên sự bứt phá đang mở ra khi tỉnh đã có sự chuẩn bị rõ ràng để chào đón những dòng khách mới, tiềm năng trong thời gian sắp tới. Sau hơn một năm, du lịch Thừa Thiên Huế đã phục hồi từ con số âm. Hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan địa phương trong năm 2022, tăng 189% so với năm 2021. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 4.500 tỷ đồng, vượt 12,5% kế hoạch. Theo phương án thấp, các địa điểm tham quan, khu nghỉ dưỡng đến nhà hàng, phố xá của thành phố Huế đều đông đúc lượt khách đến trải nghiệm, lưu trú và giải trí. Mọi cái dịch vụ chị thấy rất là gọi là phát triển hơn rất nhiều so với cách đây 7 năm chị đến. Mọi thứ nó đều sạch sẽ này, gọn gàng và các thành phố nó như được thay đổi một bộ mặt mới. Đây là lần đầu tiên mà mình cũng thuê một bộ cổ phục để vào tham quan Đại Nội, là cảm nhận khá là sâu sắc về nét đẹp cổ kính ở nơi đây. Còn ngoài những cái cảnh quan lăng tẩm Đại Nội thì cũng như ẩm thực ở Huế cũng rất là ngon, con người ở đây cũng rất là thân thiện, rất là thoải mái. Có được tín hiệu tích cực từ du lịch nội địa trong những năm 2022, cố đô Huế lại lâm vào cảnh ế ẩm khách ngoại với con số thu hút còn thấp. Phần đầu đón khoảng 3 đến 3,5 triệu lượt khách trong năm 2030, trong đó 20 đến 30% là khách quốc tế. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung đẩy mạnh khai thác nguồn khách nội địa, đồng thời phục hồi các thị trường khách quốc tế. Trong đó, ngoài các thị trường truyền thống như Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Úc, thì Trung Quốc, Ấn Độ được xác định là những thị trường mới, tiềm năng đối với du lịch Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Địa phương cần có nhiều cái cơ chế chính sách để làm thế nào đó thu hút nhiều cái nhà đầu tư về du lịch đến với chúng ta để đưa cái sản phẩm du lịch tốt hơn. Cái thứ hai là về mặt các doanh nghiệp cũng cần liên kết với nhau tốt hơn nữa, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch tốt hơn nữa, thu hút khách hơn nữa, đặc biệt là hướng đến cái du lịch Bắc Á, du lịch Ấn Độ, Trung Quốc trong thời gian tới. Trong quý 2, khi nhà ga T2 của sân bay Phú Bài quốc tế đi vào hoạt động, thì tỉnh cũng cùng với một số hãng hàng không sẽ có những cái kết nối và phối hợp để ngoài việc tăng công suất chuyến bay nội địa thì mở thêm một số chuyến bay quốc tế theo cái dạng gọi là charter định kỳ hoặc là tiền đến thương mại nếu có điều kiện đến một số thị trường quen thuộc như là Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả đến Ấn Độ hay là Trung Quốc. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc quảng bá và xúc tiến các sản phẩm đặc sắc của địa phương, đồng thời sẵn sàng yếu tố nhân lực, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu khách hiện nay. Từ đó, năm 2023 được kỳ vọng sẽ là năm phục hồi mạnh mẽ và tạo sự bứt phá trong lĩnh vực khách quốc tế cho ngành du lịch Thừa Thiên Huế.